Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau hội nghị Trung ương 6, ông Tổng lên gần, chuẩn bị đại chiến với siêu lì đòn, khó cho ông Tổng. Ngay tại hội nghị Trung ương, ông Tổng Trọng đã chạm được duy nhất một người mà ai cũng đoán ra, đó là Nguyễn Văn Thể. Điều mà người dân mong muốn ông Tổng chạm vài ủy viên Bộ Chính trị để làm gương thì lại thất vọng. Ông Chủ tịch nước vẫn ngồi lại chiếc ghế Chủ tịch, ủy viên Bộ Chính trị đã dính kỷ luật cũng không thấy xử lý. Có thể nói, Hội nghị Trung ương 6 là hội nghị thất bại của chiến dịch đốt lò. Thời gian cho ông Tổng tại vị ngày càng ít đi, nhưng việc lớn vẫn chưa xong. Vào ngày 15 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng có cuộc họp với cử tri trước cuộc họp Quốc hội lần thứ tư của khóa 15. Ông Trọng là đại biểu đại diện cho đơn vị bầu cử số 1 của thành phố Hà Nội, gồm các cử tri các quận như Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp cử tri. Dù ông Trọng kết thúc hội nghị Trung ương 6 không thành công, nhưng ông vẫn đang là người làm chủ cuộc chơi này. Ông Trọng nói rằng cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn đang tiếp diễn. Các bác cứ chờ xem những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm. Những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ, uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Bao che, bố trí, bỏ trốn thì sẽ bị xử lý. Câu nói này theo một số người cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào nhân vật mà đã 6 năm ròng rã, ông chưa làm gì được, mặc dù người đó hiện đang là cựu ủy viên Bộ Chính trị. Đây là một trường hợp xương sầu đối với kế hoạch đốt lò của ông Trọng. Dây mơ rễ má của ông Lê Thanh Hải, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cho thấy muốn đốn ông này làm củi không dễ gì. Lê Thanh Hải được xem là một trong người siêu lì đòn. 6 năm ròng rã, ông Tổng đống mà không gục. Thay vào đó là những người thân cận của ông ta đổ gục hàng loạt như Tất Thành Cang hay Lê Thanh Hải. Cũng chưa đổ, mà chỉ cũng có Lê Tấn Hùng mà thôi. Người ta cho rằng gia tộc Lê Trương sẽ không đứng vững nếu không có những thế lực mạnh hơn đỡ đầu. Và người ta cho rằng thế lực phương Bắc đang đứng phía sau. Để đánh được Lê Thanh Hải thì phải đập tan tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang cho ông Tổng thấy rằng họ không phải là kẻ dễ gì moi được thông tin. Với hàng loạt cái chết bí ẩn và đã có 3 cái chết được xác định chính xác, còn 3 cái chết khác thì đang là lời đồn đoán không biết thực hư ra sao. Điều đáng nói là tòa nhà chứa tài liệu của Vạn Thịnh Phát cũng bị cháy một cách rất khó hiểu. Đây là hình ảnh lời được cho là ám chỉ của ông Lê Thanh Hải. Bất lực trước một ủy viên Bộ Chính trị đã về hưu là một thất bại ê chề. Có thể thấy dù khó khăn nhưng ông Trọng cũng đang nỗ lực, dù chưa biết kết quả sẽ đi về đâu. Việc nhắm vào ông Lê Thanh Hải chỉ ở bước khởi động. Mọi hướng điều tra bước vào Lê Thanh Hải vẫn đang là trong bí mật. Tuy nhiên, bí mật với chế dân chưa chắc đã là gì bí mật với ông hai Nhật. Nhiều người đang chờ ông Tổng sẽ làm gì trong thời gian tới. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thực hiện những gì đã ngã ngũ khi đấu đá nhau từ tháng 5 cho đến tận tháng 9. Còn bây giờ ông Tổng cho đấu thật quyết liệt để đến hội nghị Trung ương tiếp theo, ông quyết tiếp. Vụ án Việt Á được ra giới hạn là trong năm 2022 phải xong. Và vụ án Lê Thanh Hải thì vẫn đang quyết chiến. Ông Tổng có thế và lực ai cũng thấy, nhưng không phải ai cũng thấy thế và lực của ông Lê Thanh Hải. Đây là hình ảnh. Bao năm nay, ông Lê Thanh Hải vẫn sừng sững như người muốn thách thức. Việc ông Phạm Quý Ngọ bị chết sau khi bị lộ đường dây hối lộ của bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát như là một tiếng chuông cảnh báo cho những ai đang đào sâu vào mối quan hệ của tập đoàn này. Bà Trương Mỹ Lan, người đang ngồi trong tù, nhưng bên ngoài nhà tù đã xảy ra những chuyện động trời. Điều đó cho thấy việc triệt hạ Vạn Thịnh Phát là một việc rất khó khăn. Điều đấy cũng thấy rằng chiến với kẻ gây ra những vụ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, không hề dễ dàng. Khả năng thành công được một số ý kiến cho rằng không cao. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông mãi muốn quẩn mãi một bà không xong. Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh buông súng. Bà Nguyễn Phương Hằng tuy nói những lời khó nghe, nhưng bà nói thật, những người bị bà Hằng vạch mặt vẫn chỉ tát nước theo mưa, chứ chưa thể đưa ra bằng chứng phản biện những lời bà đã nói. Hầu như suốt năm 2021, bà Hằng đã phát truyền hình trực tiếp livestream
moi móc các nghệ sĩ ăn chặn từ thiện, những người này co rúm không dám phản lại. Chỉ khi bà Hằng nhắc đến ông Phan Văn Mãi thì bà bị bắt giam. Và nếu ông Mãi là thường dân thì chắc ông không đủ khả năng để bắt bà. Nhưng ông có quyền lực trong tay nên ông ra tay trước ở phía công an Bình Dương. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam bà trong 3 tháng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Được biết, trước đó 2 ngày, bà Hằng đã phát livestream tố cáo ông Phan Văn Mãi khi ông còn làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Theo chỉ đạo của người đứng đầu bộ máy chính quyền thành phố, Công an cùng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến khám xét nhà bà Hằng tại quận 3 sau đó vài giờ để cố lục tìm những thứ mà bà Nguyễn Phương Hằng tính tiếp tục phát hình trực tiếp để tố ông Phan Văn Mãi. Tuy nhiên, họ không lục được bất cứ chứng cứ nào về ông Phan Văn Mãi mà bà Hằng đã cất giấu trong nhà cả. Bà Hằng hiện đang bị tạm giam tại trại giam T30, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố việc đối với bà Nguyễn Phương Hằng cùng với tội danh nêu trên. Đến ngày 18 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ việc để sát nhập với hồ sơ mà Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra. Ngày 22 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng sau khi chẳng thể khai thác được gì từ vị nữ đại gia này. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Thời hạn tạm giam 2 tháng kết thúc và ngày 19 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia hạn tạm giam bà thêm 20 ngày. Đến ngày 6 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ án để Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày nữa. Có thể nói, cả bộ máy tố tụng của thành phố Hồ Chí Minh đã quần bà Nguyễn Phương Hằng đến nay là 7 tháng 20 ngày. Nhưng vẫn không đủ chứng cứ để buộc tội bà. Ông Phan Văn Mãi đã quá coi thường một doanh nhân có máu mặt như bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng không phải là một người khác, bà không hề yếu bóng vía và im re như những người bị bà tố cáo mà bà đã từng chiến đấu khi phát hình livestream. Sau gần 8 tháng quần bà Nguyễn Phương Hằng, xem ra ông Phan Văn Mãi muốn buông súng. Bởi người lấy thời gian mà cả bộ máy công an không khai thác ra được bằng chứng gì đáng kể thì xem như ông Mãi thất bại. Ông Mãi đã dùng pháp luật như là công cụ để thực hiện ý đồ riêng của mình. Công an có cách ép cung để cho bà Hằng nhận tội, tuy họ không thể làm gì. Bà Nguyễn Phương Hằng đã có dư tiền để thuê những luật sư giỏi nhất bảo vệ cho mình. Vào ngày 14 tháng 10, báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và gia đình vừa có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại sau thời gian bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 cho đến nay. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng xin tại ngoại. Một số chuyên gia thì đánh giá là ông Phan Văn Mãi đã buông súng vì tấn công Mãi mà không làm gì được bà Hằng, và ông buông súng nhưng yêu cầu đối phương phải viết đơn cầu xin chính quyền để giữ thể diện trong Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Phan Văn Mãi đã dùng bộ máy chính quyền cho mục đích cá nhân nhưng bất thành rồi buông ra, nhưng vẫn ra vẻ bề trên khi bắt người khác phải viết thư cầu xin. Ai có thể sai, chứ chính quyền thì không sai. Đấy là tư tưởng của người đứng đầu chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh này.